cách cài thêm admin khi khóa mới reset. Thì để cài admin của khóa này, đầu tiên mình chạm sáng lên khóa. Mật khẩu mặc định khi mà mới reset là 123456. Mình sẽ chạm sáng lên khóa, sau đó ấn sao khóa, nhập mật khẩu admin mặc định, khóa. Sau đó mình sẽ chọn số 1, chọn thêm số 1. Lúc này để cài mật khẩu admin mới là mật khẩu vân tay thì mình sẽ ấn số 1. Sau đó mình sẽ đặt vân tay lên. Khi mà khóa đọc số ID lên á là mình đã cài được cái vân tay admin thành công. Để cài mật mã admin mới bằng thẻ từ thì mình ấn số 2. Mình sẽ đặt cái thẻ từ lên giữa vị trí số 5 và số 8. Khóa đọc lên số ID là mình đã cài cái thẻ này thành công. Rồi để cài mật khẩu admin mới bằng mật mã số thì mình ấn số 3. Mình sẽ đặt cái mật khẩu admin mới nha, là 369. Mình ấn mật khẩu 6 số rồi ấn thăng. Rồi mình bấm lại mật khẩu đó một lần nữa, rồi ấn thăng. Khóa đọc số ID lên là mình đã cài cái mật khẩu admin mới thành công. Để cài admin sau khi đã có admin chính á, thì mình chạm sáng lên khóa, nhập sao thăng để vào chế độ cài đặt. Rồi mình đặt cái mật khẩu admin của mình vừa cài lên. Khóa báo như vậy á, thì mình sẽ ấn theo thao tác, ấn phím 1. Sau đó ấn phím 1. Mình muốn cài thêm mật khẩu admin mới á, là vân tay thì mình ấn tiếp số 1. Rồi mình đặt vân tay mới mình muốn cài lên. Đến khi nào mà khóa đọc lên số ID là mình đã cài cái mật khẩu admin mới thành công nha. Bây giờ mình bấm sao để hát lên hết, mình thử lại. Mình thử lại cái admin mới mình mới cài nha. Khóa báo unlocking là mình đã mở được cửa à. Mình thử lại thẻ từ lúc nãy mình mới cài nha. Khóa báo unlock là khóa đã mở cửa. Chúc các bạn thành công.